Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 8 of Want to See You. So, Nu continues to be the real villain of the series. I thought it was Lin, but apparently it's Nu, who is Tak's best friend. And in the last episode, in episode 7, she even went as far as to ask Doi to flirt with Phuc so that Phuc would not want to be with Tak. So, I don't know, honey. Like, you need to take a step back and just, like, evaluate your choices in your life. Meanwhile, Phuc has given in, and I think he really has decided that he wants to explore possibly a relationship with Tak, and he ended episode 7 with a kiss. And okay, well, if that's what you choose, Phuc, I'm happy for you. And I just want to see, like, how they put the story together. This is episode 8 out of 14, I believe. So we do have a few weeks left, and I'm just excited to head into it. So I will react to episode 8 now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. That's right. I love his shirt, by the way. I need money, not feelings. Rõ ràng em là người đánh trước mà. Hết chị Linh rồi giờ là Phuc. Sao không phải là em? Vào đây. Từ giờ đây là nhà của em. Anh Thạch ơi, em đến chơi à? Đây là Nữ, kém em 1 tuổi. Dạ em chào anh. Em mới mua được quyển sách nè. Dày thế, đọc hết không? Có anh đọc cùng em thì sẽ nhanh hết thôi. So Doi has a thing for Nữ? Okay. Ủa Nữ, em bị sao vậy? Dạ em không sao. Chật chân rồi đúng không? Ừ. Leo lên đi. Thôi, nhưng mà em tự đi được rồi. Hay là em đợi anh bế em? Okay, but I'm confused. Cứ phải là anh dùng cái cách này hả? Thì ai kêu một lần là lên liền đâu. Với lại em sợ. Sợ cái gì? I'm confused. Ở trường anh Duy nổi tiếng lắm. Đỡ tụi con gái mà thấy em á, tụi đánh em chết luôn á. Nhưng mà bây giờ anh có người anh thích rồi. Hả? Anh có người thích rồi hả? Anh thích ai vậy? Em biết không? Biết. Ai vậy? Không kể đâu. But I'm confused, like, didn't Doi try to kiss? Nếu như mà em yêu anh Thạch, he tried to kiss Phuc when he was asleep, ấy, right? Không. Ngay từ đầu anh Thạch đã là của em rồi. Nữ. Tình cảm 1 tháng thì làm sao so được với mười mấy năm trời được hả? Nữ, em bình tĩnh nghe nói nè. Tình cảm không phải là thứ để em tranh giành. Làm sao em có thể bắt một người yêu em được chứ? Đó là nhu nhược. Trong tình yêu nếu anh muốn thì tất anh sẽ làm được. Chỉ cần anh muốn thôi. Well, spoken like a true villain. Thank you.
Chị muốn nói chuyện với em. Anh Thạch cầu hôn em chưa? Chị nói cái gì vậy? Vậy là chưa. Em với anh Thạch không là gì của nhau hết. Nothing, I mean. Chị thấy em hôn anh ấy. I was gonna say. Đến giờ tụi em chưa là gì của nhau cả. Đi đi, nghỉ việc đi. Tại sao? Em thấy anh Thạch chưa đủ thảm hả? Bị mù, bị vô sinh, giờ còn yêu con trai nữa. Yêu con trai có vấn đề gì hả chị? Bị vô duyên á em. Trước đây anh Thạch có như vậy đâu. Nhưng kể từ khi em xuất hiện, anh ấy mới trở nên như vậy á. Chị có yêu anh ấy không? Có. Và chị sẽ theo đuổi anh Thạch đến cùng. Có mà nói những lời như vậy nghe được hả? Chị không sợ anh Thạch nghe thấy sẽ buồn sao? Chị học lại cách yêu của mình đi. Phúc. Phúc. Đây là cách gọi điện thoại. Anh bấm vô đây. Xong bấm phím 1. Oh, okay. Anh Thạch yêu cho em hả? Alo. Alo. Em đang ở đâu đấy? Ai à? Anh Thạch đây. What is this for? Em đang ở đâu? Em đang ở đâu hả? Em cũng biết luôn. Are you that em drunk? Em mang hết đồ đạc và quần áo qua nhà anh. Anh vô duyên quá à. Qua nhà anh làm gì? Anh cho em 30 phút để dọn hết đồ đạc và quần áo qua nhà anh. Đồ của em nhiều lắm. Em say đến mức đó cửa. Em còn nhận ra anh là em không sai đâu á. Anh không nói nhiều. Dọn đồ qua nhà anh ngay lập tức. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Anh nghĩ là em nên đi về đi. Anh kêu em xếp hết đồ đạc qua bển á. Nói theo lối lãng mạn như vậy thì chắc là muốn làm người một nhà của em rồi đó. Mà em thấy chuyện này mong lung sao á. Anh ấy còn công việc, gia đình. Ba của anh là chính trị gia nữa. Dù mất rồi nhưng mà tiếng thơm vẫn còn. Em không biết chuyện này sẽ đi về đâu nữa. Thôi, để anh đi em về. Cảm ơn anh. Anh, hay là về đại đi. Ổng cho em có 30 phút à, ổng chửi em á. Ok. Đi. Ê, xe hướng bên đây. Đi. Kia em qua đây rồi em ngủ đâu? Em đi cùng ai đấy? Em đâu có đi cùng ai đâu. Anh nghe thấy tiếng bước chân khác nữa. Chân em mà. Em lại đây. Dạ. Cứ lại đây. Anh cũng muốn uống bia.
anh lên Shopee đặt đi. Anh buồn. Anh lên phòng ngủ đi. Về vào đi. I mean, I just love it when folk forgets that Tak is blind. Like, seriously, just order from Shopee. From Shopee? Like, how? Từ từ nào, anh có thấy gì đâu. Sao mà anh thấy được, ở ngoài người ta chạy mầm kìa. Chạy như láng như láng. Ê, bình tĩnh, anh không thấy Phúc đâu hết. Hình như em ấy ở trong phòng, để anh vào kêu. Phúc đi ra ngoài rồi, Phúc đi trước rồi. Đi như láng này, như láng. Cẩn thận á. Oh. Oh, it's a fire drill. Ủa anh, có chuyện gì mà sao mọi người hoang mang vậy? Khu mình tập phòng cháy chữa cháy á anh. Ủa mà Phúc đâu? Nữa? Dạ. Em có thấy Phúc ở đây không? Dạ không có. Lúc anh ra, em có thấy anh tắt bếp không? Cái này thì em cũng không biết nữa. Đưa anh vào trong. Nhưng mà... Đưa anh vào trong. Đi, em đưa anh vô trong. Anh Thạch. Phúc, em ở đâu? Oh, there's smoke everywhere. Phúc. Phúc, em đâu rồi? Ủa, anh gọi em. Ủa, sao khói quá vậy? Ra ngoài đi, khói lắm. Thôi trong này khói quá, mình đi ra ngoài đi anh, đi. Sao mà Phúc ra ngoài rồi? Em đâu biết đâu, thì em nghĩ Phúc đã ra ngoài rồi. Sao em chưa kiểm tra kỹ mà dám nói như vậy? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Vậy đó là cái gì mà em phải quan tâm chứ. Lúc đó em chỉ nghĩ đến anh thôi. Em lạ quá. Em được quyền chọn người mình muốn cứu mà. Tại sao hành động của em lại trở thành ích kỷ? Em không cứu nó thì em trở thành ích kỷ hả? Theo anh ra ngoài. Buông em ra. Hôm nay phải hỏi cho ra lẽ. Đi. Buông em ra. Em thôi đi được không? Well. Em không sao hết. I mean, to be fair to Tak, he's being a whole lot nicer to Phúc now. Mọi người chạy tán loạn hết. Hèn chi anh bỏ quên là thịt kho luôn. Em không sao thiệt mà. Đâu em? Em nói đi. Nói gì? Em cố tình không kêu Phúc ra ngoài đúng không? Biết rồi sao còn hỏi? Từ lúc sinh ra tới giờ anh chưa gặp ai cứng đầu như em luôn đó. Sao? Anh nó không thích nó mà. Sao hôm nay quan tâm nó quá vậy? Nếu mà thích nó thì kéo ra khỏi cuộc đời anh Thạch giùm em đi. Em có bị điên không? Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Anh là trai thẳng. Thẳng công mấy hồi? Tức em ghê luôn á. I mean, she's not wrong. Nhưng nó là trai thẳng á thì phải hiểu cho cảm giác anh Thạch hơn em chứ.
Tự nhiên đang yên đang lành, quay qua yêu thằng con trai, anh không thấy vô lý hả? Không thấy nghịch lý hả? Em nói vậy mà em nghe được hả? Đừng có tưởng mình là con gái rồi muốn nói gì là nói nha. Trên đời này chỉ có người tử tế với người không tử tế thôi. Con trai gái họ đều như nhau hết, tất cả đều bình đẳng. Em không biết mà cũng không quan tâm. Người em quan tâm bây giờ chỉ có anh Thạch thôi. Anh đừng có cố khuyên em, chỉ được cái vô nghĩa. Mấy còn không coi mình ra kilo nè. You know, I have to say, I kind of miss Lynn. Like, at least Lynn was amusing. Evil, but amusing. Nu is just, I don't know. I don't feel her. Alo? Anh ra về chưa? Ừ, anh đây. Nói chưa thì đến tìm bánh mì trước trường. Dù mẹ mày phải bánh mì chấm bông với. À, anh chưa về. Để anh mua cho em. Nhưng mà một mình em ăn hết hai phần luôn hả? Làm sao một mình em ăn hết được? Vậy nha. Ờ. Anh Duy. Ê chết. Hồi nãy em nhờ anh Thạch mua luôn rồi. Em cũng mua bánh mì này à? Hồi nãy á, em có nhờ anh Duy mua cho em với anh ăn á. Oh. Nữ gọi anh. Tiện lúc đó anh đang ở gần nên anh lái xe qua mua luôn. Em ngồi xuống đây ăn chung đi ha. Dạ, thôi hai người ăn đi. Em xin lỗi. Đừng làm phiền anh. Thôi mà, lần sau em không như vậy nữa. À, hay là anh chuyển về sống với bác gái đi. Bác gái chuyển vào Nam cũng mấy năm rồi, cũng gần nhà bố mẹ em. Anh về đó có mẹ, có em chăm sóc. Chứ chuyện vừa rồi mà xảy ra thật với anh, em cũng không biết phải làm sao nữa. Em vẫn liên lạc với mẹ anh à? Thì em cũng quý bác. Còn về sau, ý em là chuyện này cũng có thể xảy ra với Phúc à? Không phải, ý em không phải vậy. Ý em là nếu như mà anh về á thì có nhiều người bên cạnh chăm sóc anh, chuyện đó không có xảy ra. Với lại Phúc cũng không gặp nguy hiểm nữa. Thật ra một phần cũng là lỗi của anh. Oh, it's the end of the episode already. Well. Another episode of Nu being Nu. And you know what? Like, I have to say it. And I did say it earlier. I miss Lynn. At least Lynn was evil, but in kind of like a campy, amusing kind of way. She was so over the top. Nu is just like annoying and irritating and frustrating. And just evil without the amusement. So, I don't know. Like, I really don't like her, which is weird because I really was rooting for her. I liked her when she first appeared. But now it's like, no, just no. And for her to like have on purpose left Phúc in that house, knowing that that house could have been burning, means that she would go to any lengths, like even leaving Phúc in a burning home just so that she could have tact to herself. It's like, ooh, no, just no. And I think that Tak is slowly realizing that as well too. And he is just kind of like mulling things over and thinking about things, and at some point he is going to tell Nu to like leave and just not be there anymore, because I mean, what else can he do?
Like, clearly she's obsessed with him and he is not interested in her like that. So, but another episode is done. So next week is going to be episode 9. Thank you for watching my reaction to episode 8. Enjoy the rest of your weekend. Take care, and I will catch you in the next one. Bye.